Cảm ơn quý khán giả vẫn theo dõi chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này cùng với tiến sĩ Lê Minh Nguyên và anh Đinh Kim Phúc. Nguyên là một nhà nghiên cứu về Biển Đông và về tình hình về lịch sử Đông Nam Á. Trở lại với cái vấn đề của sôi động nhất trong tuần này, cái chuyện mà Mỹ vừa quyết định hủy cái cuộc họp thượng đỉnh này, dời lại vô thời hạn. Rõ ràng là ông Trump ông muốn có cái cuộc họp thượng đỉnh, vì đây sẽ là, nếu mà cái cuộc họp thành công thì sẽ là một cái thành công lớn về ngoại giao, lưu danh cho Mỹ và cho ông Trump. Như vậy tại sao ông lại quyết định cancel? Có phải là vì bên Bắc Hàn khích hay là cứng rắn quá? Và cái có nghĩa là bên trong, sâu xa bên trong, có thể nào là Bắc Hàn đã không muốn đến dự cuộc họp thượng đỉnh mới đẩy cho Mỹ vô cái thế phải cancel? Theo tôi nghĩ đấy, thì coi như là tất cả những cái lời hứa của Bắc Triều Tiên đối với Hoa Kỳ thì Bắc Triều Tiên đã làm xong. Ví dụ như là hủy cái khu vực là thử vũ khí hạt nhân, mà thực chất cái khu vực này nó đã không còn có giá trị sử dụng nữa. Nhưng mà nó cũng là một cái cam kết của Bắc Triều Tiên và họ đã làm xong. Rồi thả 3 tù binh Mỹ, 3 người mà Bắc Triều Tiên là bắt giam. Rồi là mở ra cái việc đàm phán hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Thì coi như tất cả những cái thỏa thuận của Bắc Triều Tiên thì chúng ta thấy họ đã làm xong trên danh nghĩa. Phần còn lại là của Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ chưa có thỏa mãn bất cứ một cái yêu sách nào của Bắc Triều Tiên để đi đến cái hội nghị thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 sắp tới đây ở Singapore. Nhưng mà ngược lại, chính quyền của Donald Trump thì buộc Bắc Triều Tiên phải giải giáp cái chương trình vũ khí hạt nhân của họ đã xây dựng hàng mấy mươi năm qua. Và cái chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên đó, nó là một cái lá bài, một cái con bài chiến lược để bảo vệ Bắc Triều Tiên trước cái nguy hại mà họ gọi là Mỹ, Nam Triều Tiên hoặc là Nhật Bản, vân vân. Thì về mặt chính nghĩa, trong cái cuộc đấu tay đôi giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ, thì như tôi đã nói hôm nay, Mỹ đã quên xem xét cái con bài Trung Quốc trong cái mối quan hệ Mỹ và Bắc Triều Tiên. Anh Nguyên nghĩ là Trung Quốc đằng sau muốn phá cái cuộc họp thượng đỉnh này? Trung Quốc thì khi mà ông Kim Chính Ân và Tập Cận Bình đã gặp nhau hai lần trong vòng chưa đầy 2 tháng, cũng như là phái đoàn đặc biệt của Bắc Hàn đi qua Bắc Kinh để mà thương thảo, thì rõ ràng là họ đã có một cái kế hoạch chung. Thành ra tôi không nghĩ là Trung Quốc phá cuộc họp này. Theo cái nhìn của tôi là như thế này: cái chuyện mà Kim Chính Ân ngồi ngang hàng với ông Trump đó là cuộc vinh dự của ông Kim Chính Ân. Và ta là một nước mà cái ngồi ngang hàng với siêu cường số 1, lãnh tụ siêu cường số 1 của thế giới, nó nâng cái status của Bắc Hàn, lãnh tụ Bắc Hàn lên rất cao. Đây là một điều rất là có lợi cho Bắc Hàn. Thành ra Bắc Hàn muốn cái cuộc họp này, muốn ngồi ngang hàng với ông Trump. Nhưng mà cái chuyện này mặc áo không qua khỏi đầu, muốn ngồi nói chuyện ngang hàng với ông Trump thì cũng phải bảo vệ cái quyền lợi của Trung Quốc. Do đó mà Trung Quốc bên phía Tập Cận Bình và ông Kim Chính Ân đã làm việc với nhau nhiều lần để mà dùng cái thượng đỉnh này để mà làm lợi cho quyền lợi của hai bên, của Trung Quốc. Hai bên đây là gọi là Trung Quốc và Bắc Hàn chứ không phải là quyền lợi Hoa Kỳ. Thành ra cuộc họp này nó sẽ diễn ra có lợi ích cho Trung Quốc cũng như có lợi ích cho Bắc Hàn, với điều kiện là nó có xảy ra và Hoa Kỳ không đạt được những cái, hoàn toàn không đạt được những cái gì Hoa Kỳ muốn. Nhưng về phía những cái gì mà Trung Quốc muốn cũng như là Bắc Hàn muốn sẽ đạt được. Do đó cái cách mà bên phía Bắc Hàn họ muốn là cái cuộc họp này có xảy ra, và họ sẽ dùng cuộc họp này để làm một cái diễn đàn để mà trên thế giới để mà áp lực Hoa Kỳ nhượng bộ, từ từ nhượng bộ Trung Quốc cái vùng ảnh hưởng ở Đông Bắc Á, và nhượng bộ Bắc Triều Tiên bằng cách là bỏ cấm vận và với những lời hứa hẹn mà giúp đỡ kinh tế Bắc Triều Tiên, tức là bỏ cấm vận mà còn rút được đồng đô la của Bắc Triều Tiên, trong khi Bắc Triều Tiên không cần phải mà giải giáp vũ khí hạt nhân ngay liền tức khắc. Có nghĩa là nó có lợi cho Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, và Bắc Triều Tiên vẫn muốn có chuyện này. Nhưng mà sở dĩ nó hỏng theo tôi là bởi vì bên phía, như anh Phúc có nói là Bắc Hàn họ làm một số nghĩa cử để mà đòi hỏi bên phía Hoa Kỳ đáp lại. Bên phía Hoa Kỳ một mặt chưa đáp lại, mà mặt thứ hai đòi hỏi
Bắc Hàn phải là giải giáp 100% vũ khí hạt nhân trước khi bước vào bàn thương thảo. Thì do đó mà nó bắt đầu có lời qua tiếng lại. Lời qua tiếng lại, thí dụ như ông Putin, ông nói rằng là dùng cái mô hình của Libya để mà giải giáp vũ khí hạt nhân. Ông Putin là một người diều hâu, mà nói về dùng mô hình của Libya thì cái mô hình đó là tức là mô hình giải giáp nguyên tử 2003-2004. Nhưng mà đối với Bắc Hàn, đây là giải giáp nguyên tử xong rồi đi giết ông lãnh tụ năm 2011. Đó là một cái mô hình mà đưa tới cái kết quả là bi thảm cho lãnh tụ chính quyền của Libya. Rồi ông Tổng thống Pence mới cách đây 1-2 ngày, ông cũng nói y như vậy. Ông nói là coi chừng, tức là gần như là một lời lẽ hăm he và đe dọa ông Kim Chính Ân là ông không nhượng bộ, ông sẽ chết giống như Gaddafi. Thì họ chụp vô những cái lời nói mà có tính cách diều hâu như vậy để mà họ đẩy ông Trump vào cái thế là đừng có bắt tôi 100% phải chấp nhận cái điều kiện của ông trước khi bước vào bàn hội nghị. Như vậy ý anh là trong nội bộ của Mỹ là có cái phe mà cứng rắn là không muốn có cái cuộc họp thượng đỉnh này. Cái phe cứng rắn theo tôi nghĩ là vẫn muốn có cái cuộc họp thượng đỉnh này với điều kiện là Bắc Hàn phải 100% chấp nhận giải giáp vũ khí nguyên tử trước khi ông Trump vào họp. Và cái thực tế của Hoa Kỳ là muốn mà giải quyết vấn đề chỉ có 3 cái trường hợp, là thứ nhất là dùng quân sự vũ lực, thứ hai là dùng ngoại giao, và thứ ba là dùng pháp lý. Bây giờ cái vũ lực và cái pháp lý Hoa Kỳ không dùng được. Bởi vì vũ lực đâu phải giống như Libya mà nó muốn hạ người ta là hạ. Bây giờ nó nhớ Bắc Hàn nó nằm sát Trung Quốc và nó được hậu thuẫn chặt chẽ bởi Trung Quốc và Nga. Thành ra không có thể mà dùng vũ lực mà đánh Bắc Hàn được. Mà nhưng mà không vũ lực mà đem những cái ông mà diều hâu tới để hăm dọa thì Bắc Hàn như biết là anh hăm dọa nhưng mà anh không thật sự anh thực hiện vũ lực được thì anh Bắc Hàn đâu có sợ. Anh thấy là phe diều hâu bên Mỹ đã thắng thế không? Wow, ông không. Qua việc này thì tôi thấy rằng phe diều hâu của Mỹ hiện nay đã thua 1-0 trước Bắc Triều Tiên. Và cần phải nhắc lại cái ngày mà Kim Jong Un bước qua giới tuyến để đặt cái bước chân mình lên lãnh thổ của Hàn Quốc và nói chuyện hòa bình với lại Tổng thống Hàn Quốc đấy, thì chúng ta thấy cái đỉnh điểm đó trong suốt mười mấy năm, một lãnh tụ Bắc Triều Tiên mà bước chân vào lãnh thổ Nam Triều Tiên đấy là một việc làm không có tiền lệ, không có tiền lệ. Và chúng ta thấy rằng cái nhân tố đó đấy nó quyết định cái ván cờ mà Bắc Triều Tiên đánh với Mỹ hiện nay. Vì khi mà Kim Jong Un bước chân vào lãnh thổ của Hàn Quốc thì rất nhiều bình luận trên thế giới cho rằng đây là cái cơ hội hòa bình và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên đã bắt đầu. Thì do đó cái ảo tưởng về hòa bình và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên của các cái hãng thông tấn, báo chí, các bình luận trên thế giới đó đã đẩy Tổng thống Mỹ vào một cái nước cờ, tôi gọi là nước cờ triệt buộc là phải nói chuyện với Bắc Triều Tiên để nâng cao cái uy tín mình trong vấn đề ngoại giao. Nhưng mà sáng nay Tổng thống Mỹ quyết định hủy bỏ cái cuộc gặp thượng đỉnh này thì coi như là Mỹ không đạt được yêu cầu ban đầu khi tính đến nhân tố Bắc Triều Tiên để mà củng cố cho chính sách ngoại giao của mình hiện nay. Câu hỏi kế tiếp là bây giờ thứ nhất là tương lai thì có của cái tương lai của cuộc họp thượng đỉnh này nó như thế nào, và thứ nhì á là nếu không có cuộc họp thượng đỉnh này thì cái chiến lược của Nam Hàn bây giờ như thế nào? Theo tôi đấy, nếu mà muốn cuộc họp thượng đỉnh giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ xảy ra thì các cái nhà diều hâu Mỹ phải hạ giọng theo yêu cầu của Bắc Triều Tiên, phải hạ giọng, không được khiêu khích, không được đòi giải giáp chính quyền, không ám sát là lãnh tụ của Bắc Triều Tiên. Nhưng mà thứ hai nữa, cái điều kiện tiên quyết nhất là Mỹ phải làm gì để đáp lại những hành động của Bắc Triều Tiên trong thời gian vừa qua, như tôi đã trình bày, tức là thả 3 người Mỹ bị bắt ở Bắc Triều Tiên, rồi hủy bỏ cái khu vực là thử vũ khí hạt nhân, vân vân. Thì trái bóng đang nằm ở trong chân của Tổng thống Mỹ. Cái cuộc cờ này, trái bóng đang nằm trong chân của Tổng thống Mỹ chứ không phải ở của Bắc Triều Tiên. Đối với Nam Hàn là sao? Họ sẽ có chiến lược gì? Nam Hàn nên nhớ là Nam Hàn không có một chiến lược vũ lực, hoàn toàn là Nam Hàn là bây giờ nằm sát biên giới và bao nhiêu ngàn cái khẩu cà nông đó, nó chỉ vô. Khi mà đối với Bắc Hàn họ dư biết khi mà chiến tranh xảy ra đó là những cái vũ khí độc hại của họ họ sử dụng ngay, là bởi vì họ không phải chờ đến kết cục, bởi vì kết cục mà họ chế độ sắp sụp đó, thì mới sử dụng đó, thì họ anyway họ bị sụp.
còn họ phải sử dụng ngay. Thành ra đối với Nam Hàn là họ luôn luôn là họ ở cái thế họ muốn có hòa bình với Bắc Hàn. Và do đó mà chúng ta thấy rằng là cái ông Tổng thống Moon mới mấy ngày qua, ông đi lên thủ đô Washington, ông cũng nói chuyện với ông Trump thì cũng nhằm cái giải pháp là hòa dịu để mà có một cái thượng đỉnh xảy ra. Xin quý khán giả tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.